Hello tất cả đám nha và chào Monodo quay trở lại với channel của mình. Mình là Bisugu đây. Và chào Monodo quay trở lại với cái series mà Bisugu chơi đó cho trận đấu mùa 6 nào em ơi. Thì chọn hôm nay nha, mình xin được phép làm cái con Steel One này 3 star x 3 quyền năng nha. Tại vì trận này đồ nè, lõi nè, với lại đá tướng nè, nó ra cho mình quá đẹp luôn, không làm thì hơi bị uổng luôn. Steel One ở ra 3.7 á, là mình đã có 4 con. Với lại cái lượng đồ của mình á, là đang có 2 mảnh đồ của cái quyền năng nha. Rất cũng gỏi không đây. Ôi trời, rớt luôn anh em, đúng hai cái quyền năng luôn rồi nè. Lắp luôn cho nó luôn chứ còn chờ đợi cái gì nữa. Hiện tại là mình đang có Talon 2 nè, Tarik 2 nè, Vest 2 nè, Tawit 2 nè, cũng như là Sirwan là 4 con rồi. Ôi Samira 2 sao luôn anh em ơi, ngọt nước. Ui Sirwan Talon ra nhiều quá ta, trận này roll hơi bị hên luôn á. Với lại cái trận này cái lõi của mình đó, nó thật sự rất là đẹp luôn. Một cái lõi là cho mình một cái biến đế chế, với lại một cái lõi là dân hiến bày tôi. Cái trận nào mà anh em chơi cũng như là Sirwan carry, Samira carry hoặc là Talon carry á, mà nó ra những cái lõi mà dân hiến bài to này á, thật sự cực kỳ mạnh luôn anh em ạ. Nó kiểu như là sinh ra để mà cho cái con bạo chúa nó một mình nó cân chính luôn á. Tại vì nếu như mà mọi người chưa biết nội tại của cái lõi này á, thì khi mà một tướng đồng minh chết nha, chỉ cần là tướng đồng minh thôi anh em ạ, chứ không cần phải là tướng của đế chế đó, tướng đồng minh chết thì nó sẽ chuyển hết cái lượng máu của nó thành cho tướng cái con mà đang có búp bạo chúa anh em, là con mà mạnh nhất và gây sát thương nhiều nhất ở cái round trước. Thì chắc chắn rồi, khi mà mình lắp đồ như vậy á, là Siwa nó sẽ là bạo chúa nha, cộng với là mình cho nó đứng hàng đầu tiên á, nên cái lượng mana nó tích lại liên tục, skill là liên tục luôn. Và mình sẽ cho nó biến thành bạo chúa thật sự với một cái con Siwa 3 sao cộng với ít 3 quyền năng khổng lồ thì thôi chứ nó mạnh thì đừng hỏi luôn nha. Không biết cái lõi thứ ba là cái lõi gì, nhưng mà hiện tại là hai cái lõi mà mình đang có nè, quá đẹp rồi. Thật sự là một cái bài tôi dân hiến là đẹp nhất rồi đó. Với lại là một cái biến đế chế nữa. Hiện tại nếu như mà mình muốn bỏ năm đế chế vào thì rất là dễ luôn, chỉ cần kiếm một Saiyan bỏ vào là xong. Đấy. Nên nếu như mọi người muốn mình làm gì á thì cứ bình luận ở phía dưới nha, mình sẽ cố gắng mình đọc hết tất cả bình luận của anh em và làm từng cái một. Thì cũng có nhiều ý tưởng là mình có làm rồi mà có vẻ như là anh em chưa xem, hoặc là anh em mới vào kênh đó, hoặc là nó chưa đề xuất cho mọi người, thì có thể lên YouTube xem nha. Hoặc là anh em có thể search tên kênh cộng với kèm ý tưởng đó là có thể nó sẽ ra nha. Hoặc là anh em có thể lên cái phần video của mình đã đăng rồi á, anh em tìm là thấy à. Đây, Sirwan 2 sao, mới 2 quyền năng thôi, nên nó cũng gọi là bự xương xương chứ không có bự quá. Ok, anh em nào xem tới hay hãy đừng quên để lại cho mình một like đến cái kênh, ủng hộ cho mình nha. Động lực cực kỳ lớn luôn anh em à, để cho mình làm những video chất lượng hơn mỗi ngày và gửi tới cho tất cả anh em xem nha. Hiện tại Talon của mình đang 5 con, Sirwan là 6 con, Samira trận này mới có 3 con thôi. Mình cho Samira nó cầm đồ cũng như là huyết kiếm, hoặc là tí nữa mà lấy được thì thêm cái vô cực các kiểu cho nó phụ đam, chứ mình nghĩ là Sirwan này thì lúc đầu game có vẻ mạnh đó, nhưng mà nó là tướng tăng cơ, với lại là nó không có gây được đam hàng sâu á, nên về lay mình sẽ khá là thiếu đam đó, nên mình chắc chắn rồi phải cho một là Talon, hai là Samira nó phụ đam nha. Hiện tại Samira với lại Talon là mình đã đăng rất là nhiều vid meta về nó rồi, và hiện tại Talon nó mới xuất hiện thêm một cái meta biến thể gọi là đang cấp S cộng ở meta hiện tại luôn á, và mình cũng đã có làm và gửi tới cho anh em ngày hôm qua hoặc là hôm kia rồi á, anh em có thể xem thêm nha. Tại vì cái bài Talon này vừa dễ chơi vừa mạnh và đang đứng cấp S cộng ở meta hiện tại luôn, không chơi là hơi bị tiếc. Đây, Sirwan càng ngày nó càng trâu mà, chỉ cần tướng đồng minh của mình chết nha thì nó sẽ chuyển máu cái lượng hóa chuyển hóa cái lượng máu cho con bạo chúa. Sirwan trâu đừng hỏi luôn. Và con bạo chúa này nó sẽ được tính theo bằng cách là nó là tướng gây nhiều sát thương nhất ở trận trước nha. Ồ thì vàng kìa. Mình đứng ở top 4 ở đây mà phải ra được thứ 3 lần. Cái thì vàng này đã chắc chắn mất là trước khi mình lấy được rồi đó. Với lại là mình cũng không muốn lấy thì vàng lắm. Cung gỗ là của tôi, cung gỗ anh em ơi. Thì vàng này cứ cho mọi người đi, mình lấy cung gỗ thôi. Mình còn đang thiếu một cái cung gỗ với lại là một cái giáp lưới nè. Lấy được cái này thì tí nữa đánh quái thì chỉ mong nó rớt ra đúng cái giáp lưới còn lại rồi, tại vì đây là ra đi chợ cuối cùng rồi. Nếu như mà đánh quái hay nhà, nếu mà không rớt ra cái giáp lưới á thì trận này là coi như bỏ đi mà, tại vì không có đủ đồ. Hoặc là nếu như mà hơn á thì cái lõi thứ ba là cái lõi mà một á là tách đồ, còn hai là cái lõi đổi đồ. Mình chỉ mong một trong hai cái lõi đó thôi, còn không thì đánh quái rớt ra là dễ nhất rồi á.
Mình đang cố gắng mình slow roll kiếm Swan 3 sao ở level 6 nha. Tại vì đây tỷ lệ roll tướng dễ nhất rồi. Ui đồ, con vết ông này chiến vậy. Mình đã từng làm rất là nhiều cái video Samira với lại là Talon Kari mà cái trận đó nó có cái kiểu như là búp dân hiến bày tôi đây mà. Nó đã tướng Kari rồi, nó đã mạnh rồi, nó đã trâu rồi mà nó còn lên được 5-6 ngàn máu nữa thì ai đỡ, nó thiệt với anh em luôn thì ai đỡ. Đấy, Samira xương xương là 3 ngàn máu nha, không có lắp một cái móng đồ tăng nào luôn á. Thì nếu như mà mọi người chưa biết cái nội tại của, úi rồi thôi lấy cái trang bị đầy đủ đi anh em ơi. Cái hiệu sát thủ á là không xài được, cái mài dao á thì lấy cho tay mình đang khá là không hợp lý chơi lắm, thôi lấy cái trang bị đầy đủ đi. Mặc dù là mình lắp cho Siwan nó 3 món đồ thì nó sẽ phí mất một cái, nhưng mà không sao. Không sao anh em ơi, tại vì nếu như mà mọi người chưa biết cái nội tại của trang bị đầy đủ này á, thì chỉ cần một món đồ lớn với lại là một mảnh đồ thôi là nó sẽ cho anh em một trang bị lớn luôn. Cái này mà anh em đi chung với cái độ hình mà tái chế nha, mình nói thiệt với anh em luôn á, anh em chỉ cần lắp cho nó một mảnh đồ thôi thì thôi chứ nó hack cho anh em 3 món đồ luôn, rất là ảo nha. Mình đã từng chơi rồi, nếu như mà anh em lấy được cái trang bị đầy đủ này nè và đi chung với cái hệ tái chế á thì thôi cho đồ của anh em là bao la luôn. Có thể anh em không cần phải hack đồ, không cần phải chơi tam ken hoặc là không cần phải lượm quá nhiều đồ mà full tướng của anh em vẫn có thể full đồ được, vậy nó mới ảo đó, cực kỳ ảo ma Canada luôn. Cái nội tại của cái quyền năng này nè thì cứ mỗi một stack nha anh em ơi, nó sẽ cộng 2 chỉ số, khá là ok. Mà cái quyền năng mới này thì nó cộng được 25 stack anh em ạ, 3 cái là 75 stack nha. Và nó cộng dùng chỉ số nha, 1 điểm là 2 chỉ số nên nó cũng cộng khá là nhiều đó. Hồi trước là 1 điểm nó cộng tận 2% lượng và tích cộng dồn lên tới là tận 50 điểm, nhưng mà Riot thấy nó quá lỗi, bỏ luôn. Với lại là cái quyền năng hồi trước á, nó tích stack rất là khó anh em, chỉ có thể là mình đánh chí mạng hoặc là người ta đánh mình thôi. Chứ bây giờ là mình chỉ cần đánh người ta hoặc là người ta đánh mình là được, không cần phải có cái chí mạng gì nữa. Rất là ảo ma nha, rất là ảo ma nha anh em ơi. Mình đã có 6 con Siwan và trong khi đó là con Samurai chỉ mới có 3 con thôi, mà giờ Samurai lên 3 sao trước rồi và Siwan vẫn mất chỉ có 7 con. Cái tỷ lệ roll như thế này, mình đang roll đến level 6 nha. Tướng 2 vàng là 40% và tướng 3 vàng là 30% đó, mà Samurai lên được 3 sao trước. Ok em ơi, có đủ quyền năng luôn rồi nè, rất đúng đồ rồi. Giờ chỉ cần roll nốt Talon 3, Siwan 3, rồi Win 3 nếu như mà được nha, xong rồi up cấp là ổn, là ổn luôn. Cái con Sơn này nè, là hồi trước đó nó cũng đã có một cái meta rồi và mình cũng đã làm rồi nha. Talon, Win nè, Siwan đâu rồi ta? Ở đây rồi, một con đó bạn ơi. Win nữa nè, Talon đó nè, ui, độ hình này sắp full 3 hết tới nơi rồi. Chỉ còn đúng mỗi con Sơn 4 vàng ra level 6 là không có dứt vàng được thôi á. Mình mà có Nerco là chắc mình roll luôn á. Siwan vẫn đang tính là bạo chuối nha anh em ơi, nên nó vẫn được cộng máu. Nhưng mà mình không biết là sau cái round này á, là Siwan có được còn tính là bạo chuối nữa hay không. Chắc chắn là không rồi. Siwan gây được 4.500 sát thương, còn con Samira là 6.000. Vì hết trận này là Samira là bạo chúa rồi đây mà. Cái đậu xanh nó phế vật này Siwan, bố nó, nuôi cho nó đồ cho cố vô, không lên được 3 sao. Giờ Samira nó lấy cái bạo chúa của mày đi luôn rồi. Giờ không được cộng máu nữa rồi anh em. Talon nè, Talon với Win luôn mà. Win 3 trước nè, Talon 3 trước nè. Con Siwan của tao đâu? Đây rồi em ơi, một rau thôi úp 3 con tướng 3 sao thì ai mà chịu nổi. Mình nhìn thôi á là mình cũng đã đủ sợ rồi nha, mình nhìn mình cũng sợ rồi chứ nói gì mà tên bạn. Một rau úp 3 con tướng 3 sao mày. Đây, hiện tại là Samira đang là bạo chúa nha anh em, còn con Siwan của mình đang là phế vật rồi.
nhưng mà round này thì chưa biết như thế nào. Quan biến bự đi em, biến bự đi em. Đấy, mọ mày, bố mày. Như nào? Siêu quan nó chỉ cần biến bự thôi anh em à, chứ châu hay không thì không cần thiết. Tên mình toàn 3 sao không như thế này. À mày chịu nổi anh em. À mày chịu nổi đây. Cái chợ này thì mình không có Nerco đâu, chứ nếu mà mình có Nerco là chắc là mình nuôi được thêm con sàn bay đó. Là dắt vàng luôn nguyên cái tem mà đế chế luôn á. Đế chế thì có 4 con, mình thì được 3 con 3 sao rồi. Sàn này thì hơi khó dắt vàng thôi. Hiện tại rất là khó để mà con Sewan này nó có thể là đọ lại đam con Samurai nha. Tại vì Samurai là đam đem thùng đam rồi anh em à. Với lại là mình cũng lắp đồ full đam cho nó mà. Còn Sewan thì đồ full tăng, nên thật sự là rất là khó để mà nó đọ đam lại. Nên thôi, hiện tại là Samurai cứ mãi là bảo chú đi nha. Sewan này tăng cơ được rồi, cho nó biến lớn được rồi. Team của mình hiện tại là không có thiếu đam mà, đam rất là nhiều luôn. Giờ con này trong team mình đó cũng là đam chính được. Win nè, Talon nè, Samurai nè, Sewan nè. Con Sơn này mình lên được 2 sao quá và cầm đồ chuẩn á là vẫn có thể là đam chính được. Rất là ảo mài nha. Ui, một cái quyền năng luôn kìa. Hồi nãy mình không đủ là mình có thể đi chợ lụm được luôn nè anh em. Ảo thật. Ok, giờ đợi up lên level 8 thôi. Xong rồi kẹp thêm mấy cái búp xương xương vào. Một là khổng lồ, hai là tái chế, ba là hộ vệ, hoặc là sát thủ thôi. Ôi giời. Ôi giời. Ui. Gì mà không cân được kìa. Con Samurai hồi nãy là phải là 5.000 máu đấy. Nhưng mà cũng thua ta. Hơi bị ảo á. Mắm này không có đủ gọi là tốc đánh để mà kích hoạt cái quyền năng đánh chậm quá. Xì qua mới tích được có 14 điểm là hết game bà đó rồi. Nếu như mà mọi người chưa biết thì kiểu như là giáp lửa nè, hoặc là cái quỷ thư á. Úi dồi, cái gì đây? What the fuck? Hai cái quyền năng nữa đây mà. Chỗ này nó bị sao ấy nhờ. Hồi nãy mới là đi chợ mà mình lấy cái quyền năng kia là 6 cái quyền năng luôn rồi. Vải trưởng á, đánh rồng rất thêm hai quyền năng. Mày nhìn tao chưa đủ hay sao? Còn rất thêm hai quyền năng mày. Giờ mình cứ lắp là mỗi tướng là hai trang bị thôi nha anh em. Mỗi tướng là hai trang bị thôi để cho nó kích hoạt được cái trang bị đầy đủ nè là đẹp nhất rồi. Thôi bỏ tạm vào cái pháp sư cái.
Ôi rồi không kích hoạt được cái quyền năng luôn mà. Khó thiệt chứ. Gặp mấy ông này mình kiểu như là mình 3 sao nhiều quá anh em à. Mình mạnh quá. Cli tên bạn trong vòng gọi là có vài giây à, người ta chưa kịp đánh mình đó. Mình đánh chết mẹ người ta rồi. Không kích hoạt được nổi cái quyền năng luôn. Cái thiệt. Úi rồi, úi rồi, cái chồng mày biến được thì lại chết sớm. Ông này mạnh quá ta. Ok, hồi nãy mình hình như là thua cái ông này nè. Mà sau khi gọi là trải qua vài round á, mình có thêm đồ thì nó lại khác. Thì nó lại khác mọi người ạ. Đợi lên được con Akali 2 sao thì mình sẽ thay con Echo nha. 4 máy móc và lại là 4 cảnh binh nè. Khó tà, khó tà. Tại vì mới vào là nó khó mẹ hai con bên mình rồi. Biến lớn đó, bố mày con, mày như nào, mày như nào, mày như nào, mày như nào. Bộ tay mình quyền năng nhiều vãi đái luôn anh em à. Nãy Samurai nó còn ram đâm ra được một cái quyền năng nữa chứ. Ôi quyền năng nữa kìa, khi mày đã bị điên rồi, khi mày đã bị điên rồi đi mà. Họ lấy về cho nó đủ nhà vui cửa. Của nhà với cửa đây mọi quyền năng một đống một nùi luôn. Trận này mình thiếu gì thì mình không biết nha, nhưng mà chắc chắn là không thiếu cái quyền năng rồi đó. Ảo vãi cả trưởng à, có nè. 1 2 3 4 5 6. Hồi nãy Samurai nó random được một cái nữa là 7. Mà đi chợ mình lượm, nãy mà mình lượm cái rau ra đi chợ hồi tầm rau 5 là 8 cái đó. Ông này đang nuôi Jin ba à? ai à, căng nha, căng nha. Ông nó được Jin ba cũng hơi căng thẳng ấy. Nhưng mà tay mình đang có rất là nhiều đồ, hiện tại là hơn đồ của ông khá là nhiều luôn. Mới vào khó bạn Samira với lại là cái con Siwa mất tiêu rồi. Siwa bí bự, đấy, mình dứt đi. Hiện tại là Siwa đây là bảo chuối nha em ơi, nên nó rất là trâu. Đấy, Siwan 8.200 đam. Nói chung là cảnh binh này á, nó vừa bóp mà nó vừa giúp mình luôn. Tại vì sao? Tại vì nó khó con Samurai lại á. Samurai nó không có gây đam được, nên nó sẽ không phải là bạo chúa. Mà Siwan chính là bạo chúa. Mà khi Siwan mà là bạo chúa thì em biết rồi đó. Nó tăng máu thì nó trâu, đừng phải hỏi. Một mình nó cân chính như hồi nãy là còn được nha. Jesse 2, Kai'Sa 2. Đội hình cùng chiến phết nhờ. Hiện tại đang sự quanh bảo chuối nha anh em ơi, tăng máu là cực kỳ nhiều đấy. Cần hết, sự quanh cần hết, sự quanh cần hết. Vẫn là bảo chúa đây mà, vẫn bố được thêm một round nữa. Ngon. Huyết kiếm nữa. Ôi. Sao đồ cho này nó ra ảo ảo thế ta. Nhưng mà mình huyết kiếm này cho con nào cầm. Mình chỉ cho mỗi đứa cầm được hai đồ thôi cho nó tối ưu á.
Saron được Akali 02 mà Galio nó hai chiếc Akali luôn ta. Ảo thiệt á. Hiện tại này cũng vẫn chưa cần bỏ Galio vào lắm nha anh em. Đội hình mình nó cũng mạnh rồi. Nó khó xong rồi nó còn máy móc nữa chứ, nó đứng yên phải gần 10 giây á. Nãy sớ, quên luôn không? Quên luôn, ok, và GG tất cả anh nha. Tại mình đang hẹn sau, hãy chắc rằng nhớ like và share ủng hộ cho mình nhé. Bye bye.